Rồi hello chào anh em nha. Hôm nay quay lại mấy em chó nhà anh em. Hôm nay không có rảnh quay nhà anh em. Hôm nay bắt đi nhiều việc quá. Không rảnh quay. Mà nay quay lại cho anh em coi. Đây. Thứ tự nha anh em. Giờ trời hơi tấu không? Chiều mát tấu không? Đây. Đây là em cái. Thứ tự. Hầu thứ tự đây quay thứ tự em đầu tiên đây. Em cái đen dành lửa nha anh em. Rất đẹp luôn. Cùng xây kiếm. Đây em đẹp quá đẹp luôn. Màu đẹp như mơ luôn. Quá đẹp luôn. Đó, em đây cái. Một cá số 1 nha anh em, nó lanh gớm lên luôn, cá số 1. Đây em đây cá số 1 này, cái tửng này. Cái lộn chay mặt gì đây. Đó, em số 1. Cái. Tiếp theo. Đây là em số 2. Số 2 cái luôn, đuôi cùng xây kiếm. Em này là dọn dọn đen luôn nha, vàng đen. Mà này trên đây có đốm lưng trắng này. Lưng trắng, đốm trắng. Đốm lưng trắng mình trắng. Đó, đốm trắng. Con số 2 nha anh em. Đây, tiếp theo em dành đen cái số 3. Đây, số 3. Ba cũng đuôi cùng xây kiếm da miệng màng luôn. Lành lắm. À, em đây số 3, cái số 3 nha anh em. Số 3 đó, em đây số 3. Ba em cái. Anh em thấy chưa? Số 3, tiếp theo là em đực. Đực. Đây em đực, đây là em đực số 4 nha anh em. Đuôi cùng xây kiếm. Đây đây. Đây em đặt cho anh em. Đặt số 4 chưa? Tôi cùng xây kiếm. Đây, tay dừng chiếc anh em. Lành lắm. Đó, em này đặt đây. Nhảy vô đây. Đó, em đặt. Anh em mà thích thì bắt em đặt đây. Đặt số 5 nha anh em. Đặt dọn gian. Chạy, chạy. Đó, em ở đó. Dọn gian anh em, gian đen. Quậy hơi tấu nữa chứ, tấu. Đó, màu dành vàng đen. Đực nha anh em, một em đực. Còn hai em đực, em đây với em đực kia nữa. Đó, em đực đấy, thật là đẹp luôn. Chứ em đực kia nữa. Còn hai em đực anh em đó. Em đây là em đực đen, nhìn đen số 1 đó. Tiếp theo đực số 2 này. Đó, em đây đực anh em, tôi cùng xây kiếm luôn. Đẹp đó, chỉ chuồng hai cái này, chuồng vỏ. Đó, anh em là thích thì đặt đấy, hai em đực đấy. Cái hôm nay không có rảnh quay nhà anh em đó, còn lại là ba cái hai đực thì anh em nào ưng thì bắt cùng cái đen rồi đó. Cái đen ở ngoài kìa, cái đen thì hôm nay lớn nha em, đợi chút mình rảnh quay cái đen nhà anh em coi. Đấy, được đấy. Cái có đực có nha nè, còn lại là hai cái hai đực, hai cái ba đực và hai đực ba cái chứ. Tổng cộng là còn lại 5 em nha anh em, 5 con. Ba cái hai đực. Đây nha anh em, đây là cái đen này. Đó, cái đen, thu liên tiếp luôn, mặt rất là lanh khôn. Xây kiếm da miên man nha anh em thích cái đen thì bắt em này. Cái đen.
bị lởm lát mấy cái chỗ đây nha anh em, đang phục hồi.